Đà Nẵng những ngày cuối thu 2015, khi nắng trên bầu trời đã bớt hanh hao và mặt đất rực rỡ màu cúp vàng chiến thắng, thầy trò khoa giáo dục mầm non lại cùng nhau trở về tụ hội dưới mái trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng để bắt đầu thêm một mùa ươm mầm mới, tiếp tục cuộc hành trình dài 40 năm, hành trình ươm những mầm xanh. Gần 40 năm trước, ngay những ngày đầu đất nước vừa thống nhất, dù đang đứng trước muôn vàn những khó khăn gian khổ, song vì tương lai và sự phát triển của giáo dục tỉnh nhà nói riêng, của khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung, Trường Sư phạm Mẫu giáo Quảng Nam Đà Nẵng đã được ký quyết định thành lập. Và rồi từ đó, chính ngay trong mảnh đất sỏi đá khô cằn, nóng bỏng những ngày hậu chiến, tập thể lãnh đạo giáo viên nhà trường đã ươm lên những chồi biết đầu tiên, cũng chính là ươm lên niềm tin, niềm hy vọng xây dựng một đơn vị đào tạo giáo viên mầm non uy tín, chất lượng cho khu vực, cho đất nước. Từ năm 1976 đến năm 1990, Trường Sư phạm Mẫu giáo Quảng Nam Đà Nẵng trải qua nhiều lần sáp nhập và tái cấu trúc, từ trường sư phạm nuôi dạy trẻ, trường trung cấp sư phạm rồi đến cao đẳng sư phạm. Song, dù ở bất kỳ đâu, với danh nghĩa nào, tinh thần nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để nâng cao chất lượng đào tạo cũng luôn sáng bừng trong trái tim của nhiều thế hệ giáo viên. Hai lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng tặng bằng khen, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ và bằng khen là tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, là những ghi nhận xứng đáng với công lao của đội ngũ lãnh đạo và giảng viên trong giai đoạn này. Năm 1994, thực hiện Nghị định 32CP ngày 4 tháng 4 năm 1994 về việc thành lập Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng được hình thành trên cơ sở tập hợp sắp xếp lại các cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học trên địa bàn. Khoa giáo dục tiểu học mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm được cấu trúc lại thành khoa giáo dục tiểu học mầm non, đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Trong suốt quá trình đào tạo kể từ lúc thành lập, ngành giáo dục mầm non đã trải qua nhiều chặng đường phát triển gắn với sự lớn mạnh không ngừng của khoa giáo dục tiểu học mầm non của Trường Đại học Sư phạm và của Đại học Đà Nẵng. Để rồi, ngày 7 tháng 11 năm 2014, toàn thể cán bộ giảng viên khoa giáo dục tiểu học mầm non cũng như Trường Đại học Sư phạm hân hoan chứng kiến một sự kiện vô cùng quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của ngành đào tạo giáo viên mầm non, đó là ngành giáo dục mầm non trở thành một khoa đào tạo độc lập trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Hơn ai hết, cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa giáo dục mầm non hiểu rằng cây xanh và quả ngọt cho mùa bội gặt hôm nay được vun đắp bởi mồ hôi, công sức của rất nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, giảng viên tham gia đào tạo giáo viên mầm non từ những ngày đầu gây dựng. Cô Đặng Thị Xuân Thảo, cô Lê Thị Tấn, thầy Vũ Đình Ngàn, vân vân. Các thầy cô trong số rất nhiều thầy cô gắn bó với ngành giáo dục mầm non ngay từ những ngày đơn vị còn non trẻ, bồi hồi nhớ lại. Trong 5 năm dạy ở trường trung học sư phạm thì có thể nói là cái đội ngũ giáo viên mầm non rất khó khăn. Một là khó khăn về đời sống, là cái thời gian này là cái thời gian mà gian nan nhất, khó khăn nhất của đất nước về mặt kinh tế. Mà cái đội ngũ giáo viên mầm non á, thì lương của họ rất thấp. Cho nên ngoài cái việc mà họ dạy ở trường á, thì cô giáo nào về cũng đi làm thêm để kiếm sống. Chứ không có giáo viên nào mà có thể sống trong cái đồng lương rất là hạn hẹp lúc bây giờ. Cái thứ hai nữa là cái giáo viên mầm non là nó khó ở chỗ là cái trình độ đào tạo thấp quá. Là vì trước đó không phải là Bộ Giáo dục Đào tạo mà là cô cái ban bảo vệ và chăm sóc bà mẹ trẻ em trung ương á, là họ đào tạo ra cái giáo viên mầm non chứ không phải á, là cái Bộ Giáo dục. Cho nên khi mà về trường trung học sư phạm á, thì mới nhập vô cái Bộ Giáo dục, và lúc bây giờ á, thì cái công tác giảng dạy của giáo viên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ đó là hai cái khó khăn lớn nhất
mà ở trường cũng trăn trở nhé. Và vào năm 1994 á, thì mới có cái ngành đại học mầm non mới bắt đầu ra đời. Thì lúc đó các cô là đều đi học. Trong cái thời gian các cô đi học thì cũng rất là khó khăn. Khó khăn là vì lúc bấy giờ các cô cũng có gia đình, có chồng, có con. Phương tiện đi lại thì cũng rất là khó. Đi xe, rồi có khi là đi tàu lửa. Thế nhưng cô vẫn vui và cô cũng thấy được cái sự cố gắng của các cô giáo ở trong tổ lúc bây giờ. 2000 trở lại đây thì khoa giáo dục tiểu học mầm non là chung, và cái sự phát triển của khoa là nó mạnh cả về chất lượng, cả về số lượng. Và như vậy là những năm bắt đầu từ năm 2008 lại đây thì cái số lượng đào tạo của các cái ngành là tiểu học, của cái ngành mầm non, đặc biệt là cái ngành mầm non thì cái số đào tạo là tại chức là nó phát triển mạnh, và đồng thời là cái sự đào tạo của khoa đó nó có uy tín, cho nên là cái số học viên ở tất cả các tỉnh miền Bắc, rồi là ở miền Trung hoặc ở miền Nam thì cũng đều tập trung về để mà học ở các tỉnh và mời giảng viên của khoa mầm non đi dạy. 40 năm miệt mài phấn đấu, 40 năm tâm huyết của bao thế hệ lãnh đạo giảng viên. Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt. Từ trường sư phạm mẫu giáo, trường sư phạm nuôi dạy trẻ, trường sư phạm mẫu giáo Trung ương 2, trường trung học sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng, rồi đến trường cao đẳng sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng, khoa giáo dục tiểu học mầm non trường đại học sư phạm, và bây giờ là một khoa đào tạo thuộc trường Đại học sư phạm Đại học Đà Nẵng. Khoa giáo dục mầm non đã trỗi dậy với một diện mạo mới, một vị thế mới. Sau 40 năm hình thành và phát triển, đến nay, khoa giáo dục mầm non được ghi nhận là một trong số các khoa có quy mô đào tạo lớn nhất trường Đại học Sư phạm, với gần 500 sinh viên hệ chính quy và 5.000 sinh viên các hệ không chính quy mỗi năm. Tính đến thời điểm này, khoa đã đào tạo được khoảng trên 20.000 giáo viên mầm non các trình độ, thực hiện nhiều lượt bồi dưỡng giáo viên, là địa chỉ đào tạo giáo viên mầm non đáng tin cậy, cung cấp nguồn nhân lực giáo viên mầm non cho nhiều tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn, hiệu trưởng trường mầm non 20 tháng 10, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cơ sở sử dụng sản phẩm đào tạo của khoa, hào hứng khi đánh giá về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại khoa. Từ rất là lâu, trường mầm non 20 tháng 10 đã được trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng tin cậy và chọn là một trong 4 cái địa chỉ của mầm non có thể nhận kiến thực và thực tập sư phạm giáo sinh. Qua quá trình làm việc với cả khoa giáo dục mầm non của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, trường nhận thấy là khoa giáo dục mầm non đã đào tạo các em giáo sinh rất là bài bản. Hầu như các em qua quá trình kiến tập và thực tập sư phạm đã được đạt loại giỏi và xuất sắc. Các em đã thể hiện được tốt cái kỹ năng về chăm sóc giáo dục trẻ và nắm chắc cái kiến thức cũng như phương pháp của từng bộ môn. Và hiện nay ở trường thì cũng có 9 giáo sinh sau khi tốt nghiệp đại học chính quy đã về làm việc, và các em đều là đạt giáo viên dạy giỏi của cấp trường, và cũng có 5 em đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận và cấp thành phố. Cũng rất cảm ơn cái khoa giáo dục mầm non đã đào tạo được nhiều em giáo sinh xuất sắc như vậy. Bên cạnh công tác đào tạo, cán bộ giáo viên khoa ngày càng quan tâm hơn tới nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Chỉ tính riêng trong vòng 2 năm trở lại đây, khoa đã có gần 30 bài báo tham luận khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành cũng như các hội thảo trong nước và quốc tế. Có 7 giáo trình do giáo viên của khoa chủ biên được xuất bản. Với đội ngũ cán bộ giáo viên vẫn còn khá mỏng của khoa hiện tại, đó thực sự là một nỗ lực lớn và cũng là một thành công lớn rất đáng trân trọng. Công tác nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh trong sinh viên. Ngày càng nhiều sinh viên khoa giáo dục mầm non tham gia nghiên cứu khoa học và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Một số kết quả nghiên cứu của sinh viên đã được công bố trên kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên toàn quốc và trên các tạp chí uy tín trong nước. Nỗ lực trong đào tạo và nghiên cứu khoa học bao nhiêu,
Khoa giáo dục mầm non càng biết phát huy thế mạnh của mình trong các hoạt động phong trào bấy nhiêu. Tại các buổi diễn văn nghệ, hội thi thể dục thể thao ở quy mô trường Đại học Sư phạm hay Đại học Đà Nẵng, Khoa giáo dục mầm non luôn mang đến một màu sắc đặc biệt, rất đổi sôi động, rất đổi trẻ trung. Đặc biệt, với đặc thù là một khoa chuyên đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo kỹ năng giáo dục con trẻ và lòng yêu trẻ, cán bộ công nhân viên khoa đã không ngừng nỗ lực truyền nhiệt huyết, lòng tin yêu và sự say nghề xuất phát từ tận đáy tim cho mỗi sinh viên, giáo viên mầm non tương lai. Trong chương trình của Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, ngoài việc trang bị cho các em sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết dành cho nghề nghiệp, chúng tôi còn hướng các em tới những thái độ tâm huyết với nghề. Đặc thù của nghề giáo viên mầm non, việc dành 2/3 thời gian của các em ở trường dành cho trẻ, và ngoài việc dạy còn phải dỗ. Nếu như không có cái tâm với nghề, không yêu nghề thì các em sẽ không thể vượt qua những cái tình huống xảy ra hàng ngày ở trường. Đó có thể xuất phát áp lực từ công việc, từ cuộc sống, từ phụ huynh và chính từ những đứa trẻ. Cho nên hình thành ở các bạn cái tâm huyết với nghề chính là cách chúng tôi trang bị cho các bạn vượt qua những cái khó khăn trong nghề nghiệp tương lai. Và nhờ đó, người giáo viên mầm non có thể cống hiến, có thể mang hết tất cả những tâm huyết. Và có ai đó đã nói rằng chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ, bởi yêu nghề nên yêu lớp mầm non. Các thầy cô đã mang đến cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc về phương pháp, về kỹ năng trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ. Không những thế, trong quá trình dạy học, các thầy cô đã bồi dưỡng cho những sinh viên chúng em tình yêu thương trẻ. Và em tin chắc rằng suốt 4 năm học vừa qua, sau khi về công tác tại trường mầm non, với những kiến thức, về những phương pháp, về những kỹ năng và cả những tình yêu thương trẻ mà các thầy cô đã trao cho em sẽ vận dụng thành công để trở thành một cô giáo yêu nghề, yêu trẻ. Khi chúng tôi bày tỏ mong muốn được chia sẻ về vai trò, vị trí của khoa hiện tại và các triển vọng, niềm tin của nhà trường đối với khoa trong tương lai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Trang, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhận định. Khoa giáo dục mầm non với tư cách là một đơn vị độc lập trực thuộc trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng vào cuối năm 2014, đến nay chưa đầy một năm. Tuy nhiên, việc đào tạo giáo viên mầm non ở các cơ sở tiền thân của trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã được bắt đầu từ năm 1975. Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, khoa giáo dục mầm non đã đào tạo hàng vạn giáo viên mầm non các cấp phục vụ cho các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Năng lực và phẩm chất giáo viên mầm non do khoa đào tạo đã được xã hội thừa nhận và đánh giá cao. Chính vì thế, hầu hết sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp có việc làm. Nhà trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của khoa mầm non trong 40 năm qua. Nhà trường cũng luôn hy vọng và tin tưởng khoa giáo dục mầm non sẽ tiếp tục là đơn vị đi đầu trong việc ươm mầm thế hệ trẻ người Việt Nam ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Quyết tâm thực hiện kỳ vọng của ban giám hiệu nhà trường trong việc xây dựng khoa thành một đơn vị đào tạo giáo viên mầm non trọng điểm, chất lượng cao trong cả nước. Thầy trò khoa giáo dục mầm non xác định trước mắt còn nhiều lắm những việc cần làm. Tiến sĩ Đinh Thị Đoan Hương, trưởng khoa giáo dục mầm non chia sẻ. Chúng tôi sẽ tập trung cho việc tạo ra một cái môi trường học tập và nghiên cứu năng động và thân thiện, cởi mở. Nó mang tính chất chia sẻ giữa các đồng môn, đồng nghiệp với nhau về chuyên ngành giáo dục mầm non. Và môi trường này cũng sẽ là nơi có thể phát huy được cái tính sáng tạo của người học cũng như là người dạy. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái định hướng là sẵn sàng đổi mới để cập nhật những cái xu thế giảng dạy mới trong lĩnh vực giáo dục mầm non, sau đó cho nó phù hợp với lại cái xu hướng chung của giáo dục mầm non của các nước tiên tiến trên thế giới. Khó khăn và thách thức vẫn còn rất nhiều phía trước, bởi đội ngũ cán bộ giảng viên khoa hiện nay vẫn vừa mỏng về số lượng, vừa trẻ về tuổi đời, tuổi nghề. Trong khi những yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo là được đặt ra vô cùng cấp bách. Tuy nhiên, với một nền tảng vững chắc được xây dựng từ suốt chiều dài lịch sử gần 40 năm, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng, chúng ta tin tưởng khoa giáo dục mầm non hôm nay sẽ tiếp tục thành công hành trình ươm những mầm xanh mà các thế hệ trước đã dày công xây dựng. Tin rằng những hạt mầm được ấp ủ trong tình yêu và kỳ vọng hôm nay
sẽ vươn xa đến mọi miền Tổ quốc, sẽ lan tỏa tình yêu thương con trẻ, góp phần xây đắp nên những tương lai tươi sáng, ngọt lành.